Xin chào các bạn, đây là một số đậu mà mình đã thu hoạch ngoài vườn. Đây là đậu, loại đậu bự dẹp, tên của tiếng Pháp của nó là monstrous. Thì hôm nay mình thu hoạch nó quá nhiều đi đó. Các bạn nhìn thấy cái gỗ của mình không, mà thu hoạch nó lên tới tận đây luôn đó các bạn, là ăn không hết. Chỉ cần một nhúm nhỏ như thế này là mình đủ một dĩa rồi các bạn, một nhúm như thế này là mình xào đựng dĩa rồi, nhưng mà nó nhiều quá thì mình ăn không hết. Thì mình sẽ giữ chữ nó tủ đông. Thì cách giữ chữ tủ đông để dành ăn như thế nào thì mình sẽ chia sẻ qua video này ha, mời các bạn theo dõi nha. Rồi đây là những cái hạt đậu mà các bạn mình cắt khúc đầu và khúc cuối đi hết đâu. Sau đó mình cắt thành những cái miếng vừa ăn. Thành những miếng cái miếng vừa ăn như thế này tùy theo các bạn muốn cắt như thế nào á, theo ý thích của mình nha. Đó, mình thì mình cắt như thế này. Sau đó mình sẽ đi rửa sạch. Bây giờ nước sôi rồi mình sẽ cho đậu vào luộc nha các bạn. Đậu này thì mình luộc trong khoảng từ 2 đến 5 phút nha. Đây, mình luộc nãy giờ cũng được là 4 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Luộc được 4 phút bây giờ mình sẽ vớt ra. Vớt ra và mình bỏ vào trong cái nước lạnh có nước đá nè. Đây mình đem qua chỗ bên nước đá mới mình bỏ vô. Đó, bên đây là quầy nước lạnh, nước đá mình để sẵn rồi các bạn. Mình ngâm vô trong đó cho nó giữ độ giòn và xanh. Rồi sau khi các bạn bỏ vô nồi, vô trong chỗ nước đá lạnh này ngâm khoảng 5 phút. Sau đó nó nguội rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ vô một cái khăn giữ ẩm nữa nha các bạn. Phải khăn mà khô á. Các bạn để cho nó ráo nước. Đây, mình có để thẳng cái khăn này. Bạn cứ để lên đây cho nó ráo nước, thấm ráo nước hết. Các bạn dàn ra cho nó ráo nước ha. Sau đó mình lau cho nó thấm cho nó khô. Sau đó mới bỏ vô trong tủ đông nha các bạn. Cái này là để tiết kiệm mình có rau vườn mùa hè đó, mình để dành để mùa đông mình có rau mình ăn các bạn, để khỏi đi chợ mua. Còn ở Việt Nam thì thời tiết nóng, lúc nào cũng có rau tươi rau xanh. Còn bên đây thì mình trồng chỉ được mùa hè thôi, mà tiệm cũng có bán nữa, nhưng mà mình trồng gì mình sẽ đỡ tốn kém hơn. Rồi sau khi các bạn để nó hơi ráo ráo không, là các bạn làm như thế này, xong các bạn hơi hơi ráo rồi các bạn bỏ vào trong cái bục này để dự trữ mùa đông các bạn. Rồi đây là mình đã bỏ vô sẵn 3 bịch rồi các bạn, tủ đông một cái gỗ rau ăn không hết thì bỏ vô 3 bịch này, mỗi một bịch về là với tỷ lệ là 3 lít. Bịch này là mình mua siêu thị là 3 lít. Thì các bạn bỏ vô xong các bạn ép không khí cho nó ra hết, xong rồi các bạn kẹp cái này lại, nó có cái đồ kẹp mở này nè, các bạn kẹp lại là xong rồi. Các bạn bỏ vô chỗ đông đá, khi nào cần ăn các bạn lấy ra thôi, có sẵn trong tủ đông, có sẵn ở nhà nó tiện lợi hơn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới, bye bye.